Anh em có nhu cầu mua league dép giá rẻ uy tín, hãy truy cập ngay shop league rẻ 24h.com. Alo, vâng, xin chào tất cả anh em nhé. Xin chào mừng anh em đã cùng quay trở lại với clip ngày hôm nay. Thì clip ngày hôm nay mình làm kỷ niệm cho em Nguyễn Lịch nhá. Đây, Lịch bỏ anh hơi lâu quá không làm clip cho em. Anh sorry nha, bận nhiều quá đấy anh em ạ. Hôm nay thì Lịch có nhờ mình làm cho Lịch cái bộ gì đây. Bộ này là bộ Lịch bảo gì nhỉ? Rayo 10 à? Chả biết là Rayo thế nhất gì cả. Bộ này đọc tên nó khá là khó đọc. Khẩu này khẩu Red Black Dragon. Con này cái bộ mới này, cái bộ này trước mình cũng test lần rồi. Chứ con này được cái hầm hố, nhưng mà bắn nó cũng hơi chán đấy anh em ạ. Con này thì được cái hầm hố mà bắn nó kiểu nó chậm, nó lặng, nó cứng thô quá, nhìn con súng thô quá. Mày nó ngay đít mình anh em ạ. Thế mà nó không phát ra tiếng động nào cả. Kể đâu đánh quả rắm thôi, mình biết đằng này không đánh quả rắm nào, không biết nó ở đằng đấy luôn. Mới vào game vẻ anh em hơi chạy choạc nhờ, có vẻ hơi ít. Và công nhận cái bộ này nó chậm thật, đợt trước mình test rồi. Vừa chậm mà còn vừa cứng nữa. Con này nhá, mình mới phát hiện ra một cái điểm, một cái điểm gọi là bất thường của con súng này. Đó chính là con này khả năng cao ấy, là con này đam yếu hơn là con M200 VIP anh em ạ. Đấy là khả năng cao, là yếu hơn là con M200 VIP. Cái đam đục thùng ấy nha. Cũng không biết là cái đam bắn vào người ra làm sao, nhưng mà cái đam đục thùng mình nghĩ là yếu hơn là M200 VIP. Cover hay quá nhỉ. Ui nhẹ thôi người anh em. Mình vẫn tỉnh táo và đẹp trai lắm. Nghe được cái phốt thằng quý B mà. Cái đợt trước mình nhớ là mình có test một hai trận rồi đấy. Đợt trước mình có test qua cái bộ này rồi. Là con này nó đục thùng nha, là nó yếu. Nó sao ta, diễn tả sao ta, nếu như anh em đục từ ngực đổ lên đáng ra là phải chết. Nhưng mà nó mất có chín mấy máu à. Còn đam còn yếu hơn là bắn vào chân đấy. Thì theo mình nghĩ là nó yếu hơn con M200 VIP. Nếu như M200 VIP mà đục từ ngực đục lên ấy, là chắc chắn là thằng ấy hẹo. Để tí nữa mình xem là có ấy không, có pha là đục không là mình ấy. Ui bê bắn đạn sao ta, ảo ma thế nhở. Trời ơi toàn 5-5, 5-6 thằng này. Bộ này chính ra là rút vẫn được anh em ạ. Không, chắc là tại tem bên kia yếu quá sao. Mà tem yếu đâu, vừa lấy bắn trận lấy cái trận trước mình có bắn này, nhưng mà được hơn bấy kìa anh em ạ. Trận trước mà mình ở tem bên kia, nên là trận này mình lại sang bên đây. Trận trước là tem kia, tem bên kia, mình ở tem bên kia thì tem bên kia bên này lại yếu quá. Cái trận này mình nghĩ là tem bên mình nó mạnh thì mình lại đổi sang bên đây thì bên kia lại yếu quá. Sao cứ không cân kiểu gì ấy nhỉ. Ảo ma thật đấy. Trận trước là bắn được 35 kin, đúng rồi, trận trước bắn 35 kin. Bên BL, mình ở bên BL thì bên GR này cũng thua áp đảo. Đến khi sang bên này thì bên này cũng thua áp đảo ạ. Ẩu thật sự. Hay là 7-0 khả năng trận này 14-0 chăng. Bắn cái này thì nó hơi nhàm quá nhờ. Chết không lói lên ạ. Úi là trời ơi, lại còn chết thì còn phải lói nữa hả. Chủ động mà bắn chứ. Bây giờ đồng đội địch nó không lói thì quân mình nó không lói thì đôi lúc mà phải chủ động anh em ạ. Mình vậy thôi, nhiều lúc cũng bực lắm. Đồng đội nó không chat nên là nó đi đường nào, hay là nó ép lên hay như nào không, nhưng mà những cái lúc như thế thì lên tập trung. Đồng đội nó không chat thì mình nên tập trung. CB một thằng nhá, CB trái phải có hay sao ấy. Ủa, cái ông bé mây đồng em lên tận QB luôn, đi như chỗ không người anh em ạ. Mà mình ẩu ông này còn ẩu hơn cả mình ạ.
Thế ông này bắn được ấy. Mà không qua kia cánh tim nhỉ. Rồi, trong A này, trong A này. À, được này. À đây. Trận trước mình ở bên kia cái ông Chí Phèo là ông ấy gáy bên mình đố bên mình win, mình bắn sấp mặt luôn. Để gã gấm bé mây qua bên kia nhá. Cái ông Chí Phèo ấy. Dám sự gáy. Nó gáy rồi bảo là cái gì vậy? Thả cho bên kia vài rau. Tí rồi bắn. Láo không? Em thấy lúc láo không? Trong A, lúc trong A để bắn chỉ lúc không. Rồi. Bảo nó kích cho kìa. Khả năng mình thả cho cứu em 11 cho nó phê. Mà không ra mình bắn tao kích mày luôn. Sao mày không qua kia? Đấy, đang gạ bé mây qua bên kia đi thì nó cân kèo. Bên kia vốn dĩ bên kia là nó bắn hay hơn bên mình. Cân cờ. Vừa mình ở bên kia nó cân thật anh em ạ. Lại mày qua là cân ạ. Đã bỏ không cân rồi mà ông cứ bảo mày qua là cân ạ. Bắn trước đã, mình cũng đã xạ, mình ở bên kia phải là bên này đâu. Gạ thế mà không sang. Cần quà đi. Ôi chịu. Tôi chịu. Đang bắn nó xong trận anh em ạ. Vừa nãy có một trận vừa nãy mình có bắn một trận bằng cái lick của lick này. Bắn một cái trận cũng tính đổi bên cánh team. Mẹ. Bắn lên đến 9 round rồi anh em ạ. Tôi bắn 17 chết 1 hay 17 chết 2 ấy. Đổi bên cánh team. Ôi trời ơi, team thoát hết luôn. Còn đúng 3 4 thằng bắn chán vãi trưởng. Thề. Mẹ game ghiếc. Đổi bên cánh team ấy. Khó nhờ. Cái mà ví dụ cho bên một bên nó còn nguyên, một bên mình đổi sang phát hai bên còn đều người nhau cơ. Để đổi sang phát nhìn cái team đéo bắn luôn anh em ạ. Đúng ẩu. À qua. Ơi, nước A đây. Đó. Đấy, chát thằng cái biết liền, nó đang thay đạn cái bú liếm được luôn. Lên chơi nó. Ui giời ơi, độc của đứng quanh ở cái đầu B bắn ba thằng anh em ạ. Ảo thế nhở. Qua kia đi ạ, thôi chịu. Tầm này qua là hết khách đây anh em. Bây giờ mình qua kia lát trận luôn, lát dôm luôn. Bị mấy lần rồi, mấy lần cũng bị tính qua gánh rồi. Có lần thì qua gánh thì vừa ra cái nhưng mà ở ngoài nó lại có người đang treo ở ngoài cơ. Bắn khó chịu thế chứ anh em. Đấy, giờ mình sang là thoát hết luôn đấy. Bây giờ bên mình thoát bên kia thoát đúng không? Xong bây giờ mình thoát sang mình sang bên kia nó là thành hai team lát luôn. Đéo bắn được. Rất chi là ẩu. Thoát hết rồi còn đâu nữa. Thôi bắn cố cho nó xong trận đi các bạn. Cầu A đây. Bắn cố cho nó xong trận. Chứ không mất công thoát ra thoát vô mà gần hết trận chứ. Mười không trắng. Có khả năng là bắn ào ào lên nha. Để bên kia xem bên kia có gỡ được rau nào. Thì anh em mà thích kiểu thích cái kiểu mà mình cắt ra mấy cái đoạn mà mình bắn ở mấy cái room nó cũng đúng nhầy này. Nhưng mà mấy cái room thường thường mấy cái room mà bắn được khoảng độ 3-4 round hoặc là 5-7 round ấy mà nó thoát hết nhá. Là mình không giờ mình lấy những clip ấy. Đầy trận mình bắn 17 chết 0 rồi, 15 chết 0 ấy, các thứ mà nó 7 round rồi mà thoát hết à? Bên có một bên nó thoát hết à? Những cái room nó chán. Đây làm clip nó cũng vất vả anh em ạ. Không đơn giản, không hề đơn giản đâu. Hai thằng mày chơi mình đi. Ok, tiếp tục nào. Đó, bên kia cỡ gạt một round rồi đó. Round mình làm xuống ở đồng đội mình là nó bắn thua luôn. Hay quá nhở. Ai ô.
Đục thằng kia 99 máu. Vãi trưởng bắn đục ở cuối B hay là cầu A nhỉ? Mình bắn ở cuối B hay cầu A ta? Đúng rồi, áp đảo lên. Đó, bé mày bắn tốt phết chứ nhỉ? Bắn cái khẩu VKS này di chuyển nhanh này. Cứ ra ngó nghiêng ở cái đầu B thôi. 11 round rồi. Úi giời ơi, của B đông thế nhỉ? Đi đâu? Đây này, của B có thằng nữa này. Ui dồi, ngu người rồi. Bully đúng lúc nó tạt ra. CB còn hai thằng nhá. Hay thế nhở? Úi giời, liếm luôn, bú luôn. Team này hai người chơi là đủ rồi. Có mình với bé mây ở bên đây rồi. Đấy, cả làng bé mây sang bên kia là đẹp luôn này. Bé mây không sang, lười không sang ấy chứ. Sang bên kia là đẹp rồi. Tại vì cái tem bên kia chính là nó bắn hay hơn tem bên mình. Nếu như không có mình thì tem bên nó, nếu mà tính là đồng đội bên nó, đồng đội bên mình thì đồng đội bên kia nó bắn hay hơn. Mình khẳng định luôn, đồng đội bên kia bắn hay hơn. Nhưng mà bé mây không sang. Mây làm liệm sớm đấy. Đi hơi nhanh ấy, tốc độ đi nhanh phết đấy nhá. Tốc độ đi nhanh nhưng mà mặc dù đi nhanh nhưng mà vẫn chết trước. 13 round rồi. Trận này nhanh nhỉ, khả năng sau trận này làm thêm trận lửa cho Lịch nhá. Trận này áp đảo quá. Làm thêm trận lửa cho Lịch đi. AB này. Hay đấy, giờ. Ai ô, này được quá ta. Má từ đầu kiếm quả 40 kill nhưng mà không được, 39 kill đây anh em ạ. Thằng lửa đâu rồi? Thằng kia có làm gì được lốt không? U hay lại clear đi, hoặc thử. Ui giời, không clear được rồi anh em ạ. Ok, để làm trận lửa nhá. Ok, cái zone này nhiệt này anh em này. Đây. Thấy cái zone này nó nhiệt đây rồi. Đâu rồi, vô đi. Ừ đấy, vô đi. Vô mình nhiệt đấy. Úi dồi ôi, 16 thằng nó đứng nguyên luôn anh em ạ. Không thể nào thoát ra luôn. Được. Zone này nó có vị gì mà anh em đứng đông thế nhở? Tụ tập đông thế nhở? Rồi, quất đi anh em, giật đấy. Uzi là bầm. Đây, trận này mình nghĩ khả năng cao nó sẽ nhiệt hơn trận trước. Vì ngay từ cái lúc vào phòng của mình thấy nó đã nhiệt rồi. Ui giời ơi. Ui, nhanh thế. Ui là trời. Mấy ông bắn kinh thế. Bắn từ từ thôi. Bắn từ từ cho anh em bên kia còn bắn đi chứ. Bắn thì mà chưa đầy 15 giây, 20 giây đã chết hết team bên kia rồi. Bên kia của nhanh vậy. Nhà khả năng nó lại game lại một chiều. Bay chúng tôi này. Ây à, mẹ mấy cái thằng bắn cầu B kìa. Mấy cái thằng bắn cầu B đục vào đấy để mình giạt đúng cái lúc nó đục chứ. Đúng là đen thì đi đâu cũng không hết đen được. Mấy cái thằng solo cầu B này đứng ở mé bên tay trái để đục vào cầu mé cầu trái. Mình vừa bay qua ăn viên đạn đục luôn. Ảo thật. Hẻ ma này. Ờ. Nó lại ổn áp luôn anh em ạ. Nhanh game đấy, được đấy. Hai round rất chi là nhanh chóng. Round đầu tiên thì chưa đầy 30 giây, round thứ hai thì chưa đầy phút. Được, ghi nhận thành tích của anh em. Vẫn trung thành với cái hẻm B cho anh em nhá. Bắn mấy cái này thì cứ ào ào đẩy cái hẻm B thôi. Ổn áp luôn này.
Nhà nó còn một này. Đi đâu? Lúp đi đâu? Rồi, unbelievable rồi. Dốc B1 đúng không? Ui à, đầu quá đây. Rồi, thằng dốc B đó đúng không? Để đấy làm pha một skin nào. Đầu của ta. Ui trời ơi, không được pha Mutikin rồi. Sao lại cúng mạng thế nhở? Sao lại cúng quả Mutikin của tôi thế nhở? Bên mày ngu quá. Sao thế? Ông Hồng Vĩ, ông Hồng Vĩ, ông ở bên mình mà. Cãi nhau gì đấy? À, gáy nè. Hồng Vĩ là ông gáy à, gáy không nói. Các cụ gáy trước thì ăn gì đó. Hay là cuối B1. Cuối B1 nha, lớp 1 nha. Để cứ gáy chúng nó đi. Kích thằng tao qua. À, ông AS Hồng Vĩ là qua cánh tim à. Ây à, càng quá nhờ. Qua đây cũng rồi, qua đây phải qua cánh tim đi. Tay to là phải qua cánh tim. Qua cánh thì nó mới cân được. Ôi CB kìa. Ây à, tay to cánh tim rồi. Đây, chắc là khả năng cân đấy. Phát này ra là cân này. Hay nè. Tiếp tục. Let's go. Rồi, để xem là Hồng Vĩ qua bên kia xem nào. Cái tay lấp ló cái tay nghe em ạ. Úi dồi ôi, nó đông thế chứ lại. Mẹ cái hành lang cái lước đông thế. Khiếp, đúng một bầy luôn. Lước. Hay anh em. Rồi ông Hồng Vĩ rồi. Úi dồi, 0-1 rồi anh em ạ. Qua bên kia hơi ngộp vậy. Đấy, bên kia lại ao bất tiêu rồi. Mà mình kiểu mình đang bắn mình rất lười thoát ra nhá. Thoát ra kiểu phí kin vậy. Ôi, bắn cái gì mà chưa gì sang bên kia nó đã F11 rồi ông Hồng Vĩ. Nhảy mua ác thế. Ôi, ultra kill luôn anh em ạ. Thế mới chịu cơ. Rồi ơi, Hồng Vĩ qua bên kia bị ấn kích rồi anh em ạ. Khả năng không ăn thua rồi. Biến đi con chó. Sao thế? Sao kích ông Hồng Vĩ thế? Lên. Hay quá nhở. Wow, lên anh em. Bập đó. Ủa, mấy thằng kia nó kích ông kia rồi. Mấy kia kích ông này, tưởng ông này hôm qua cái team ai rồi bị ăn kích anh em ạ. Bị ăn kích rồi cái anh em ơi. Ẩu quá mà. Ngu mà nó nhiều. Cãi nhau rồi, sao bên đấy cãi nhau liền. Hay quá. Hai trận đều áp đảo anh em ạ. Cố gắng kiếm cái trận mà khoảng độ 5x cho em Lịch. Mà khó quá nhỉ anh em nhỉ. Bắn trận nào cũng cứ thế này thôi anh em. Khó lên 5x thật sự luôn. Thôi bắn đại đi anh em. Được bao nhiêu lấy bấy nhiêu Lịch nhá. Anh muốn là anh nói chung là cái bản thân anh, quan niệm của bản thân anh thì anh lúc nào anh muốn là làm những clip hay, làm những clip mà nó mãn nhãn để gửi tới mọi người đó. Ui ơi, ông Hồng Vĩ không thoát luôn rồi, out luôn rồi, tưởng qua cánh tim chứ Hồng Vĩ ơi. Nhà ló. Đôi lúc muốn làm những cái trận đấu mà nó bắn hay một xíu. Hoặc là bắn nhiều kim một xíu để kỷ niệm cho anh em. Để anh em có những cái lúc mà anh em buồn hay anh em nhớ lại những kỷ niệm. Anh em xem lại clip và anh em thấy nó giá trị và nó chất lượng. Chứ thật ra là mình không muốn bắn những cái trận là 3x, 4x đâu thật sự. Cái là bí quá, không bắn được cái trận nào là 5x ấy. Khó lên, có những lúc thì bắn một lúc là được vài trận 5x ngay. Có khi là 5x, 6x, 7x. Nhưng mà có những lúc thì bắn cả buổi có khi là chỉ được tầm 4x, gần 5x thôi. Thế thôi. Thì hai team nó không cân ấy, nó rất là khó lên kin. Ui, mẹ thằng kia trúng chân rồi đấy.
Ê, 99 máu anh em ạ. Mà thằng kia nó đục mình kiểu gì ta? À, thằng cuối B nó bắn đấy chứ. Em B rep lên rồi đấy. Rồi xong. AB lên bắn luôn đấy. Bùm. Hay quá này. Laser. Rồi. Cứ bật kèo đi, bật kèo để bên kia nó có lấy động lực, lấy tinh thần để chơi. Thua nhiều quá anh em nó cũng ao. Lạn. Đôi khi bắn mid, bắn lỗi anh em tí cũng được để cho anh em nó có tinh thần nhỉ. Mẹ cầu. Láo thế nhở. Mình không bắn cầu có khác, bọn này nó láo thật, nó bay cá lung tung vào trong cầu luôn. Cái mình bắn cầu là không bay vào cầu thế này đâu. Bay vào là gãy chân ngay. Nước có đấy. Úi trời ơi, ông kia không đứng ở dốc mà nhấp. Tại sao chạy ra giữa đường nước thế nhở. Cầu A. Úi giời, hay quá. 82 rồi, 82 khả năng được có 20 mấy kin này. Khả năng trận này cũng chỉ ngang kin trận trước thôi anh em ạ. Nó cũng không cao đâu. Trận trước thì nhanh quá, trận trước bắn được có khoảng 12 phút, 13 phút một trận game à. Nhanh quá nhanh. Hay, úi giời, sắp đôi. Úi giời, sắp đôi kiểu gì mà được 75 máu nhở. Ảo. Hơi ảo đấy. Qua đó mình cứ tưởng là chết đôi cơ nhưng mà thấy chết một. Cầu. Mày rất thích bay vào trong cầu. Mình mà cầm Barret thì đúng là bắn cầu thích phê thôi rồi. Rồi túc tắc làm mỗi rào ăn mạng được, đẹp. Rồi mỗi rào ăn mạng còn chưa win được cái này. Bên kia còn chưa win được. Đây là mỗi rào mình ăn một mạng rồi đấy. Có khi là chết chay chứ chắc là teo mình đã win đã thua đâu. Thẩm du rồi. Thủ nhà đó đấy. Chỉ trong nhà thôi. Thằng này lỡ ngỡ ở cuối B. Ừ. May quá. Từ đâu cuối B này ta gặp cái lại liệm luôn. Chín rào rồi à. Ôi trời, ăn kin đi anh em ạ. Ăn đi. Nhả nhả mà team mình nó vẫn win này thì càng được thấp kin anh em. Thế ra bộ này bắn cũng gọi là tạm ổn thôi anh em ạ. Chứ nó cũng không mới lắm đâu. Nó cũng không gọi là hay là kiệt xuất hay là thích tay. Thật sự mình nói thì đơn giản là gọi là tạm thôi, cũng không khác thì mấy con M200 được tặng free cả anh em ạ. Nó không khác gì con Sakura với lại mấy con kia. Đây này, chính là con Sakura là bắn cũng được này. Con này lặng đúng như con đấy. Con Sakura lặng đúng như con mình đang cầm. Trông cái súng thì rất là hầm hố. Trông con súng mình đang bắn này rất là hầm hố. Đấy, được đặt quả tên rất là dài nữa. Thật sự mấy anh em nhớ được cái tên của cái khẩu súng ở đâu? Mình méo nhớ cái tên khẩu súng là gì cơ. Mang tiếng đi bắn, cầm súng đi bắn, méo biết rồi mình đang bắn súng gì. Chỉ biết nó là M200. 4 đào nữa. Trận trước là 39 kin nhỉ. Trận này khó bằng lắm. 39 còn hơn chục kin nữa cơ. Đồ. Thằng Tam Skia nó bắn ghê ấy. Bắn cuối B ác ấy. Mình để ý mấy thanh niên này bắn mình toàn viên 1 đi á. Còn lên gặp đồng đội mình thì bắn toàn beat cả băng. Câu rồi. Ông Tam Skia kìa. Bắn mình toàn viên 1. Lên đến B gặp đồng đội mình thì không kìm ngáp luôn. Lại chết luôn, lại hẹo luôn. Mà bắn mít rất nhiều nha. Đấy, thấy không? Trời ơi. Bắn được vậy đấy. Ờ, hay đấy. May quá, chẳng lấy làm hai mạng. Đấy, làm hai mạng. Mà bên mình vẫn thua. Ờ, à, được. Rút à? Ác thế, rút nước B ạ. À? Được, đi nước B này. Lên đây đi cùng tôi nè. Nó lại dã man luôn. Bắt lược này. Lên.
Lai choài, lai choài. Thằng lửa đâu ta? À. Ấy, địch vậy, cái thằng này nó lại bắn mình viên một này. Ghê không chứ? Đấy, hai viên rồi này. Ba viên rồi này. Đó, bắn mình thì một viên nha, nhưng mà bắn mấy cái thằng đồng đội mình thì toàn ba bốn viên không chết luôn. Và để đồng đội mình bắn chết nhá. Thì ẩu thật. Mình để ý nhiều lúc mình cũng đen vãi. Nhiều lúc kiểu mình bắn đấu đơn mình cũng cảm thấy là nó đen anh em ạ. Kiểu là nhiều lúc đấu đơn là bọn nó cũng bắn mình toàn viên một, nhưng mà còn nhiều lúc là nó bắn bọn khác là toàn cả băng đạn không chết. Như thế là khả năng cao là do đen ấy chứ đâu phải là do bọn nó bắn hay đâu. Lên B à, lên B à. 35 mạng còn gần bằng trận trước rồi. Còn 2 round nữa, tao win là còn 2 round nữa. Ui dồi ôi, thằng này đứng AB luôn. Úi giời, nó tên AB và nó đứng AB. Ẩu. Bảo sao à, đây là lý do là đặt tên là AB đúng không? Lúc thùng AB này. Lên xử nó đi anh em. Lag view, mình bị lag view vẫn thấy nó đứng luôn. Lúc vào. Wow. Bắn cậu này ghê đấy. Cớm ấy. 12 round rồi. 2 round nữa nha anh em. Ủa nó lên 40 kin nè. Nghĩ nào không lên được 40 kin. À, trong A một thằng nha. Trong A bữa ra nhìn thấy mình nó chạy luôn rồi. Đúng rồi, vi diệu. Thế nên GS vi diệu này vẫn còn chơi cơ ạ. Mà bên game Clan Game Sleep lâu đời vãi trưởng ạ. Từ cái thời mình còn đã còn chơi ở kênh 10. Từ cái thời mình khoảng một cờ lan gốt full slap và mấy câu này chơi đã lâu rồi vãi trưởng rồi. Đến bây giờ vẫn còn chơi uy tín vãi trưởng. Thế nên không biết là nếu như mà mình mà không làm YouTube này, không biết là mình chơi game này được bao lâu. Chắc có lẽ là mình chơi được khoảng độ 1-2 năm là mình chắc là cũng nghỉ game mà. Tại vì là game nó không còn nhiệt. Cái thời VTC người ta đảm nhận đấy, chưa chuyển nhà phát hành ấy, là nó không nhiệt từ cái thời đấy rồi. Có cách đây từ cái năm 2017-2018 thì nó vẫn còn nhiệt. Nhưng mà sang 2019-2020 ấy, mà cái lúc mà chưa chuyển đổi nhà phát hành đấy nha anh em, là mình thấy là game nó đã bị bớt nhiệt rồi. Là anh em cái clan gold của mình là mình đã còn xóa cả clan đấy cơ mà. À, cũng may một cái là mình có cái công việc thì là mình trụ đến bây giờ, chứ không chắc là mình cũng nghỉ rồi, chắc là cũng xuống bến rồi. Đến bây giờ thì mình làm clip và chủ yếu là làm clip giải trí cho anh em thôi, chứ không còn hơn thua như ngày xưa nhiều. Ngày xưa mình hơn thua nhiều lắm, cứ đụng tí là kèo, đụng tí là bụp, kèo tiền kèo gì cũng chơi hết à. Sò được quá nhở, tâm scare. Ngày trước mà hễ ai mà chửi mình nhá, mà ở trên kênh 10 nhá, là bập ấy, kèo cái gì cũng chơi đấy. Máu chiến thật, cái thời gọi là bập bẹ biết chơi mà máu chiến lắm. Trong B1 nhá, trong B1 cầu B1 này. Có thằng cầu B này. Đầu má vướng cái thằng cầu B rồi ta. Ủa nó xuống nước B rồi. Ủa má bị bắt khoăn hai bên anh em ạ. Bắn khoăn hai bên. Chạy đâu? Ôi da, cái gì vậy? Các đồng chí này chơi gì vậy? Chơi kỳ thế. Kỳ cục. Chơi chiếm dao mình chứ. Lại dao. Mẹ cái thằng này. Chơi đầu hoàng chưa? Hay à? Lên tiếp. Đi ra nào, bây giờ lại cản bước quá nhở. Rất chi là cản đường. Đấy, vừa nãy có thằng nào đứng ở trong A nó ngó ra cái nước này nó bắn này. Này, dốc, đây chữ đỏ này, Chạy đâu mày? Mày chạy đâu? Ố dè luôn. Đây, đầu B đông rồi. Cái thằng AB này chắc cay rồi nha.
Mẹ cái thằng này không nói gì nhờn đấy nhở. Qua bắn trước nó chém mình đã không nói là gì đó rồi. Mẹ mấy cái thằng này. Chơi đàng hoàng lịch sự lên. Mẹ chém thì mẹ mình ló chém thì phải tìm nó chém chứ. Mẹ mình có chém đâu, mình chơi rất lịch sự. Mía nó. Mẹ cái thằng chém mà nó đéo chém. Mẹ đi chém mình. Mẹ mày, tao xem mày chơi dơ đấy, mày đi mẹ mày có win không? Mẹ nó. Thằng kia nó chém một lần mà nó chém mình đến lần thứ hai rồi. Mẹ em chơi game mẹ mà cay cú thế. Óc chó này, óc chó này. Mẹ mày đã không chém, đã chơi lịch sự lại còn thích chơi kiểu chơi chó, chơi dư à. Mà mình đã chơi rất là lịch sự đó rồi nha. Nó chém mình lần đầu tiên mình đã không nói gì rồi. Mẹ là con me mình chém lần thứ hai chứ. Tiên sư đó chứ. Bực hết cả mình, bị chém hai lần rồi anh em ạ. Đây, cầu A đây. Mẹ mày hay dại mày ra đâu đơn đua top với đó chứ. Mẹ mày nhấn mạnh cái mày luôn, mày tuổi con kẹt luôn. Riêng mày tao phải chấp 20 kin nhá. Nhấn mạnh cái thằng AB nhá. Cái định mệnh mày, mày chơi bẩn rồi mày còn tìm mày là còn gạ đâu đơn nữa. Chơi thì chơi dơ, bắn thì đéo win lại. Nó có nhục nhã không? Đấy, nước ai phải? Ok này. Ui giời, thế cũng được 47 kill anh em ạ. Ok, thằng clip của mình chắc là cũng xin kết thúc tại đây nhá. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em trong những clip sau. Bye bye.